Hồng Vân và Quốc Thượng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ngon, body ngon. Đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ, nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V đó, đúng không? Ấm ỉ, ấm ỉ. Nó cứ chảy rầm rầm, máu của em cứ dồn lên não. Thấp người luôn, đúng không? Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay của chương trình Vợ Chồng Son và cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe, thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ, em xin giới thiệu, em là Lưu Ký Hương. Hiện nay thì em công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có một công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị. Sách của Hương hả? Dạ vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời ơi, nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt ấm chiêu áp, tuyệt ấm chiêu sống và yêu. Rồi hay quá, dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh nha. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi nè, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm nữa. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Chồng Son. Em xem nhiều số vì em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè? Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ em. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này, thế là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Và nhân cơ hội này, tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không, trên sân khấu này? Dạ vâng. Ok, thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Xin cảm ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái thì chắc chắn là em không có ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body ngon. Đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi, nhưng có mà hết tiếc những rằng... cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả. Mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi, và vợ em là cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả.
Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt thêm một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ, nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoan khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V nó đúng không? Nó ấm ỉ, ấm ỉ. Nó cứ chảy rầm rầm, máu của em cứ dồn lên não. Khóc người luôn á. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc. Em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ, muốn tìm hiểu thêm xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa. Thế cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nào bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn. Bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em 1 tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em. Và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua cái bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi bộ về nhà, và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm. Vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này. Bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Nhớ. Sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô hôm ấy đi cùng là như thế nào. Bây giờ mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn, để nếu như mà em thấy còn lòng hoàng là em sẽ không dính dáng gì cả. Nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Thế nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ. Nhưng mà em thì là trai tân đúng không? Lúc đấy trai tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố. Và anh ấy sẽ hiểu cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em muốn cho anh ấy một cơ hội. Rồi bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á, thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau, thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Mà ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó. Em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra, là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó, bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí dủm với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm có mấy cái việc này, nó bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em cái người đó người lạ ta, nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này. Xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi hoặc quen ai em sẽ quan sát rất kỹ họ. Thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi. Mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến bạn cái nói mức như mà thế nào Toàn? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam? Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành,
nhờ có người phụ nữ này thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? Dạ chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong rồi váy viết các thứ đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để. Thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy, chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi nguyên hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên, lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá. Chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em ạ. Vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là sẽ đến làm công việc đến khá muộn. Ít nhất phải 11, 12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9, 10 giờ đi ngủ. Xong rồi 4, rưỡi, 5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Thế nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em. Khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 10 giờ, 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không, thì cái này là theo chị là nó không phải là tật xấu đâu. Bởi vì tính chất công việc của hai người, sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này. Không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa. Không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ? Tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà đó. Kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đúng không? Vâng, đi nhảy là trước khi kể cả về Việt Nam mẹ hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ. Vợ ơi anh đi nhá, đây nhẫn anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá. Xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo Toàn ơi mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không? Thế xong bắt đầu là xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn. Và em cũng để cho anh cái khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm đấy nó xảy ra cái điều như thế nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt vào chân anh ấy, nó tím xỉu luôn. Thế này thì anh đánh một người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi. Tội nghiệp quá vậy. Tự nhiên em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Một tật xấu nữa là ăn quả vặt như mỏ khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, tôi đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5, 6 bữa vặt vãnh đi. Chị ơi, ví dụ nha. Trời lắm, cuộc đời mong manh lắm em ơi. Cứ anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là, ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này. Xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè. Xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó. Xong rồi em nhìn em anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu. Bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát. Thế cho nên là anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng, nghe cái cách của phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm việc mà em thì em quen làm việc trật tự rồi mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm. Vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho. Em không cho ăn thì bắt là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách mà em thính như nào mà mẹ ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây.
xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, nó sẽ bổ cho mẹ. Rồi bây giờ sao nè, có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Chị cũng thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em. Bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình. Và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau, vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có ba người bao giờ cũng vui hơn nhà có hai người. Vui ha, nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lậm á. Dạ, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu, rồi sau đó là em phải thôi. Em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa, nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ, như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình hả? Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự bây nhiên giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là đó, Toàn là biết nhảy anh Toàn biết đàn á. Đàn ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ, nếu vậy thì giờ Toàn đời Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn đi. Thế cho em xin phép tặng okay. Một bài ạ. Da 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 da. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn hai em. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn tụi em nhiều lắm.